hai lỗ hết rồi. Bà Miên là âm mưu từ tối hôm qua. Dễ sợ không? Mình còn thấy một quả. Đây, đây là những cái nhân vật mà năm ngoái mém đốt cái hầm chung cư. Đó, mém đốt cái hầm chung cư, mém trái rồi nè. Năm nay mình thấy im lìm quá, xong mình bà này mới nhắn tin chúc cho mình, xong mình cũng nói kìa, ủa năm nay không lên chơi hả em? Sao thấy im? Thì ra là hôm nay là âm mưu ngày hôm nay. Dễ sợ. Đưa tay này cắt mất cái nè, lì quá. Bà này hả, đang đứng chân cái kia. Bà đặt đồ, trời ơi, dễ sợ. Thôi. Cái gì vậy? Nhảy xuống làm gì vậy hả? Chúc em làm gì vậy? Núp cái gì? Gọi điện tôi tới đây. Bà Thanh Thánh Thiện đâu rồi? Bây giờ núp lùm vậy nè. Ngon. Trời ơi trời, hai bà nội này nữa nha. Thì ra đây là một âm mưu. À, một âm mưu đã bị bại lộ rồi. À, âm mưu ha, bị bại lộ rồi. À, còn bà này nữa, bà biến xanh, bà biến xanh, bà lũi lũi đâu chứ kia bị lên rồi biến xanh. Hả? À, lũi lũi đâu lên vậy? Đây, mọi người coi chị Thanh Thánh Thiện nè nha mọi người. Đó. À, đây mọi người à, đây Thanh Thánh Thiện nè, nhắn tin cho mình nè, 80 chân Vĩnh Ký quán nè, sao chị chăm em ra đây gấp giúp chị nha. Ủa sao giờ, để em thay đồ cái, đang rủ rượi. Ừ chị chờ nha. Ok, đây chị Thanh Thánh Thiện nhắn tin cho mình là mình tưởng là đi họp họp diễn viên, bàn diễn viên hay gì đó, ai ngờ đâu nè, đi nhắn tin chị nha, em đang qua nè. Đó mọi người thấy không? Trời ơi, trời ơi trời. Một sự âm mưu với tụi này. Ai? Âm mưu với lại ba bà này nè. Bà Miên. Đó, làm gì đây? Mọi người thấy ghê gớm không? Nhưng mà rất tiếc là bại lộ rồi. Tôi lên nhanh quá. Trời cha. Một cái chăm nè, bị nhiêu điên nè. Lộn lộn hết bên đây nè. Ủa, mấy em định cho chị hấp hôn, tân hôn hay gì mà rải hoa, rải hoa hơi nhiều như vậy. Trời ơi. Đặt cái gì? Đặt nguyên cái phòng riêng cho chị để cầu hôn. À, à, đây. Chú cha bạn ơi. Dễ sợ thiệt. Dạ là bà Miên là tối hôm qua nha. Tối hôm qua. Bà Miên nè. Tối hôm qua chị em đi ra ngoài mua đồ. Ha. Chị em ra ngoài mua đồ nè. À, đi biết tới 11 giờ mới về nha. Bà này ở đâu qua? Thì khổ luôn. Em thấy chị và chị thấy em ấy chứ. Dạ hả? Đâu biết. Rồi em thấy chị đi bỏ nhiều tiền chạy rồi ở đâu ra. Đây bánh kem dễ thương ghê không? Bánh kem bánh kem Noel ha. Kim cương hay sao? Không có tiền tặng cái đó nên là. Có lớn rồi, bị bại lộ rồi. Nó có kịp. Một cái sinh nhật bại lộ rồi. Có sự hợp tác của Thanh Thánh Thiện nè, Miên nè, Biển Xanh nè, và Trúc nè. Bốn người, và cái tội nặng nhất là bà Thanh Thánh Thiện. Trời, bây giờ mình đứng đó, một chiếc thang ngồi đây vậy. Bị bại lộ hết rồi. Bà Miên là âm mưu từ tối hôm qua. Dễ sợ không? Mình còn thấy một quả. Đây, đây là những cái nhân vật mà năm ngoái mém đốt cái hầm chung cư. Đó, mém đốt cái hầm chung cư, mém trái rồi nè. Năm nay mình thấy im lìm quá, xong mình bà này mới nhắn tin chúc cho mình, xong mình cũng nói kìa, ủa năm nay không lên chơi hả em? Sao thấy im? Thì ra là hôm nay là âm mưu ngày hôm nay. Dễ sợ. Đưa tay này cắt mất cái nè, lì quá. Bà này hả, đang đứng chân cái kia. Bà đặt đồ. Trời ơi, dễ sợ. Thôi, giờ tổ chức sinh nhật cái hệ.
lỡ rồi, mấy em lỡ làm rồi. Thôi rồi giờ đứa phát biểu một câu đi. Giờ bà nào bà thấy cũng im ru chân chị. Gì kì vậy? Phát biểu câu đi Hiền. Đây, chị gọi điện cho Thanh Thánh Thiện. Alo chị. Alo. Chị Thanh hả? Em tới chưa? Em tới rồi. Rồi đi vô đi. Chị đâu? Đi vô đi. Em không có vô, em hỏi quán rồi. Cứ thấy chị Thanh Thánh Thiện không, quán kia không thấy chị Thanh Thánh Thiện. Máy rồi. Không trả lời luôn. Gọi đến đây nè, gọi lời thôi. Chị Thanh Thánh Thiện. Lại cấp máy luôn rồi. Chị hả? Ừ, em tới chưa? Em tới rồi. Nhưng mà vô trong làm gì? Em đi vô trong đi. Nhưng... vô trong đi, chị đang ở trên đây. Ở trên đang nói chuyện, chúc em vô trong đi nha. Ủa có chị không? Vô trong đi. Ủa sao em hỏi mấy đứa kia không có thấy chị Thanh Thánh Thiện nào hết trơn á. Vô trong có người dẫn em lên. Em đi vô luôn rồi, em đi lên rồi. Cấp máy nữa, bà tới giờ này mà mới còn lừa. Vậy là bà không đọc tin nhắn rồi. Alo, em vô trong đi. Em vô rồi, người ta nói không có chị, em đi ra em đi về rồi. À, nó chị, nó không biết có lên trên. Không, em đi lên trên rồi. Em đi lên trên, em không thấy gì hết á. Xong em không thấy chị luôn, cái em đi xuống đi về. Cái người ta nói kêu ụ đâu có chị Thanh Thánh Thiện ở đây đâu. Em bắt xe em về rồi. Mày sợ. Sợ chị đốc, đợi chị chốt lên đi, đợi chị chốt. Trời, ngược lại như thế quá. Bà gọi điện cho tôi. Bà vẫn chưa biết. Gọi video luôn. Nhẫn lên đi. Cái gì? Alo. Không có ai hết. Ủa em thấy bên kia không? Miên nào? Bên kia tới rồi. Chị chưa có tới. Mà em gặp cái Miên chưa? Chị chưa tới hả? Chưa. Chị chưa có tới, lần tới em vô gặp cái Miên đi. Chị... xong rồi chị tới liền. Chị ở đâu? Chị đang chị tới, chuẩn bị tới. Cái bà làm xạo bà ơi. Chuẩn bị tới em gặp cái Miên trước đi. Em đang quay YouTube chị đó, em mới biết trước. Em gặp cái Miên trước đi chị đi. Trời ơi, bà đang đi định trang mà bà biểu mình đi ra đây nè, mọi người thấy không? Bà lừa mình. Đây nè, một sự giả dối đó nè, một sự giả chân. Chị ơi chị, đây nè. Biết. Dạ. Dạ đẹp. Đẹp trai nhưng mà đâu có mần ăn gì được gì đâu mà hỏi đẹp trai làm chi? Chị lừa em. Có duyên ghê, tự nhiên hỏi duyên Tuấn Kiệt đẹp trai không? Quen quen. Phát biểu đôi lời. Phát biểu đôi lời. Mày phát biểu giúp đi. Mình xin phát biểu là mình không có gì để phát biểu. Lên đi, chị đang ở trên đây nè. Chị đang ở trên cà phê Coleman. Phải cơ ở đây. Rồi, đem anh xuống đây. Trời ơi, mấy bà nhỏ này thiệt tình luôn á. Tới nhà chơi là được rồi. Tới nhà chơi thì đâu có gì. Nến nè. Nến đâu vậy? Năm ngoái nến là thổi hoài, thổi không tắt luôn, cháy luôn cái tầng hầm của chung cư của người ta. Sao không có tiền? Năm nay không có nến. Sao không có tiền rồi, không có cà phê. Rồi, giờ có ai muốn nói gì không nè? Sao ngồi đây? Chúc mừng sinh nhật gì vậy trời? Chúc mừng ai? Chúc này lắm à.
sao dạo này thức khuya quá anh hấp như cấu trúc vậy Trúc? Trúc bữa nay xuống ở dưới cao su Trúc ở dưới mày đã ở đài không anh? Còn Miên chết rồi, giờ để cái máy đằng kia Miên hả? Thôi đây ướt nha. Mạo hiểm, sức mạo hiểm. Hỏi nến không à? Thôi cho vui thôi. Rồi đó, chưa tắt luôn á. Cái nến là cái nến, nhưng nến không quá không? Rồi sao? Mơ mê em nha. Thiệt á, là bất ngờ mà cuối cùng mấy bà bị bất ngờ. Đây nói chuyện đó, quay qua thấy chữ T rớt bụt. Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy? Im ru không có nói gì trời trời. Đó mấy em đã mạnh miệng lắm mà, nói đi mấy em. Nói trước đi kìa, nó theo với chú đi kìa. Nói trước đi. Nói đi. Có gì muốn nói, nó lẹ lên, nó sắp đẻ luôn nè. Nói đi, muốn cầu hôn, cầu gì nó nói đi. Nó nào muốn cưới chị ra nói đi. Trời ơi, kêu tôi ra đây, chữ bè nó rớt nữa rồi kìa. Trời ơi. Nói chứ không phải là nhìn. Ủa hình ngủ thôi, chừng nào mà nằm cảm thấy nói được rồi mà. Đó, thấy chưa? Nói lẹ, nói ghép chữ. Chị mẹ nói được không vậy? Chị bê lại rớt nữa rồi. Tôi đứng nhà trời. Trời ơi, nó mua cái đồ ông hoài luôn rồi. Nó không tặng. Ủa, ông hoài của chị đây hả? Đây. Bà của chị hả? Nhát của nó. Tôi nhắc tôi đứng nó mang rồi mà sẽ tặng hoài vậy. Ông hoài đâu hết rồi. Trời ơi. Trời giống nó cầu hôn mình quá à. Anh này cảm ơn em. Anh gì rung dữ hả? Chàng thật em hả? Trời đây. Ừ, cái gì lấy chồng đây bà. Vô gì tự nhiên tặng hoa xong kêu ta lấy chồng. Đây bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm bên nhau rồi? Bị trong nè. Từ từ, người ta đang suy nghĩ, người ta chưa nhớ nữa. Bao nhiêu năm? Rồi 9 năm. 4-5 năm là 9 năm hả? Không có đại học chưa? Nó sắp ra trường rồi, biết là bao nhiêu năm rồi? 5 năm. Nữa giờ nó rất tê nữa, nói chuyện 5 năm nó rất tê nữa. Nói chung là cảm ơn bé Hiền à, bao nhiêu năm bên chị đó, bên ruột luôn đó, thương lắm à, nói chung là ít cái thời gian gặp nhưng mà bé Hiền lúc nào cũng theo dõi mình là phía sau, theo dõi đây là theo dõi ủng hộ chứ không phải theo dõi là điều tra. Rồi xong một bà rồi, giờ tới bà làm được bà Chúc con đang ngồi đứng kiểu miền Tây luôn. Cảm ơn mấy đứa nha. Không này. Rồi. 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 Giấy rồi. Vậy rõ sao giấy á? Để dính nó một trời. Giấy rồi. Để có giấy. Chụp. Ừ, bánh kem màu dữ vậy. Rồi xong hư luôn cái áo rồi. Ủa? Ướt lên thì giấy à? Không, không, nhưng mà cái đó giờ giặt ra. Không ra, mà rã nó sẽ ra được, rã nó sao biết không? Không, không. Có chỗ đó.
cổ ghê luôn á. Chúc sức gia các bánh nha. Rồi, cầu hôn rồi hay gì em? Chúc mấy năm rồi? 3-4 năm rồi ha. Phan đầu đời. Dạ như chiếc kè. Bà này là ở Long Xuyên, An Giang. Đó, từ cái đợt mà đi phim Những Khúc Sông Dậy Sóng tới giờ, đúng không? Rồi, cảm ơn mấy đứa nha. Em không nói để chị nói nha. Là gì mà ngại ngủ vậy trời? Cái ruột gì đâu mà nó gặp mình là cái miệng nó cứng lại luôn, không dám nói cái gì hết. Thôi bây giờ ngồi xuống ăn cái kem. Ăn xong đền cái áo cho chị. Ủa, hồi nãy nó mạnh miệng lắm mà. Biết sao không? Biết sao không? Bữa nóng quá vậy. Nãy mạnh miệng lắm mà. Bây giờ lỡ rồi thôi, mình ngồi mình ăn cái kem luôn, cái này ăn được không? Cũng kính vậy? Không có dâu không ơi. Nè, lấy muỗng cái này nhất đi rồi. Anh đi, mỗi đứa cầm muỗng ăn, ăn đi vui chết. Ăn miếng kem của mấy bé tặng nha. Ừ. Mấy bé vị á, bổ ghê luôn. Cứ chụp hình. Cứ chụp hình mà. Nhà cái trứng gà em. Cái bánh kem mà đem về luôn á. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bé Hiền, bé Chúc, bé Mi nha. Còn bà Miên nữa. Bà chắc xin chấp với tôi. Rồi, cái gì cũng nói. Nói gì cũng nói. Cái gì đâu nói. Miên ở với chị mấy năm rồi. Ngày nào cũng nói chứ. Miên ở chị mấy năm Miên. Mấy năm. Năm chắc 5-6 năm rồi. Ở với Trâm 5-6 năm rồi. Nhưng mà trước đó là đã theo mấy năm rồi. Cái lộn miếng. Ngày nào cũng cái lộn. Ngày nào trả cãi. Nhìn vui á. Rồi thôi, cảm ơn nha. Rồi nữa nè. Rồi, cảm ơn ba em nha. Trời ơi, cần con bánh thấm nè. Chút dễ thương thôi, chút được gái bộ. Trời ơi. Rồi, hai mọi người đi nè. Không quẩy tay là tôi cho hoài luôn á.